Các bạn thân mến, như chúng ta cũng đã biết, thời gian gần đây tình hình chiến sự trên bán đảo Đài Loan đang căng như dây đàn. Trước những động thái quyết liệt của Trung Quốc, nhiều người cho rằng nước này đang sắp đánh chiếm Đài Loan đến nơi rồi, chứ chẳng còn xa nữa đâu. Nhưng mà nếu chịu khó đi sâu và phân tích thật kỹ về đại lục, các bạn sẽ thấy là vào thời điểm này Trung Quốc không nên vội xâm lược xứ Đài bởi vì rất nhiều lý do khác nhau. Vậy đó là những lý do nào? Xin mời các bạn hãy cùng khám phá chi tiết trong video clip này. Và các bạn cũng đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ những clip hấp dẫn trên kênh nhé. Thứ nhất, Trung Quốc đang đối diện với tỷ lệ dân số già hóa tăng mạnh. Theo các số liệu thống kê cho thấy Trung Quốc hiện có khoảng 1,4 tỷ người, chiếm khoảng 18,5% dân số trên toàn cầu. Nhờ vậy mà anh đại này cũng sở hữu được cho mình lực lượng quân đội lớn nhất thế giới với 2 triệu binh sĩ. Cơ mà cái gì cũng có mặt trái của nó. Với dân số khủng như thế, Trung Quốc đang phải đối mặt với rất nhiều áp lực trong việc giải quyết nơi ăn, chốn ở, việc làm và cả các vấn đề môi trường nghiêm trọng khác các bạn ạ. Chính vì thế mà quốc gia này đưa ra chính sách một con vào năm 1980, tức là mỗi gia đình chỉ nên có khoảng một con để tránh tình trạng bùng nổ dân số rút cạn của cải của đất nước, cũng như cản trở tốc độ tăng trưởng kinh tế của quốc gia này. Ấy vậy nhưng, sau một thời gian dài áp dụng chính sách kiểm soát sinh đẻ trên, Trung Quốc lại tá hỏa khi phát hiện ra vấn đề mới, đó là khi tỷ lệ sinh giảm thì tỷ lệ già hóa của quốc gia này tăng nhanh chóng mặt. Nó tạo ra một hiện tượng đó là bong bóng nhân khẩu học, khiến cho nền kinh tế Trung Quốc bị trì trệ kéo dài vì thiếu nhân công trẻ lao động. Ây da! Thế là, ngay vào luôn, Trung Quốc đã lập tức bãi bỏ chính sách oái oăm trên vào năm 2015. Nhưng sau mấy chục năm tồn tại, nó đã kịp hình thành thói quen không nên đẻ đái nhiều của người Trung Quốc và thậm chí là thao túng tâm lý của họ nữa các bạn ạ. Hậu quả là tỷ lệ sinh từ đấy đến nay ở Trung Quốc vẫn chưa được cải thiện là mấy. Kéo theo đó là nguồn lao động khan hiếm dẫn đến chi phí lao động tăng cao gấp 14 lần kể từ năm 2000 cho đến nay. Với cái đà này thì chẳng trống cũng chảy, tỷ lệ dân số bị già hóa ở Trung Quốc sẽ tăng lên đến 30% theo đúng như dự kiến của mấy chuyên gia lão làng các bạn ạ. Một khi điều này xảy ra thì cũng đồng nghĩa rằng 400 triệu người dân Trung Quốc sẽ phải chống gậy mà đi thì còn đánh đấm kiểu gì nữa ạ. Điều quan trọng nữa là Trung Quốc khi ấy sẽ không đảm bảo được tỷ lệ lý tưởng giữa dân thường và quân đội 50:1 trong thời gian chiếm đóng đảo Đài Loan. Vậy thì làm sao họ có thể cung cấp được hàng trăm ngàn anh lính lực lưỡng đến đánh chiếm bán đảo của người ta đây? Nhưng đó chưa phải là lý do chính để Trung Quốc nên dừng ngay hành động xâm lăng của mình. Vẫn còn có rất nhiều lý do hay ho khác mà mình muốn bật mí cho các bạn ngay sau đây. Nào, tiếp tục nhá! Thứ hai, sự khủng hoảng của chế độ chính trị khi kinh tế bị tổn thương. Các bạn biết không, rất nhiều chuyên gia dân số dự đoán rằng vào năm 2030, tổng dân số của Trung Quốc sẽ đạt đỉnh, làm nên một gánh nặng lớn cho nền kinh tế. Và nếu điều này xảy ra thì người đứng mũi chịu sào không ai khác chính là Chủ tịch nước Tập Cận Bình, bởi Trung Quốc không phải là một quốc gia dân chủ. Họ theo đuổi chế độ xã hội chủ nghĩa với người đứng đầu cả nước có nhiệm kỳ suốt đời các bạn ạ. Vậy nên là để ngăn chặn điều đó xảy ra thì Trung Quốc bắt buộc phải chiếm lấy thị trường bán dẫn và sản xuất chip của Đài Loan. Cơ mà cách làm kinh tế theo kiểu chiếm đoạt này là rất chi bất hợp pháp. Nó sẽ vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ của người dân xứ Đài lẫn các quốc gia đang đặt nhà máy sản xuất vi mạch điện tử tại Đài Loan. Sẵn đây thì mình cũng muốn nói với Trung Quốc luôn rằng Đài Loan chính là nơi sản xuất chip và chất bán dẫn có quy mô và lợi nhuận lớn nhất thế giới. Từ cái lò này thì người Đài Loan đã cung cấp đến 53% sản lượng chip trên thị trường toàn cầu và 92% số lượng chip ra lò được ứng dụng rộng rãi trong ngành điện tử hiện nay. Hơn nữa là ngành công nghiệp vi mạch của đảo quốc này thật sự phức tạp hơn rất nhiều những gì mà các bạn vẫn nghĩ. Người Trung Quốc sẽ rất khó có thể đánh bại kỹ thuật sản xuất chip của Đài Loan, nên cách tốt nhất là đại lục phải cùng họ sản xuất ra hàng hot để cung ứng cho thị trường toàn cầu. Và một trong những đối tác lớn nhất của Đài Loan tính đến thời điểm hiện nay chính là Hoa Kỳ. Vậy nên các bạn sẽ không khó để bắt gặp rất nhiều các công ty sản xuất chip của Mỹ đang hiện diện sừng sững ngay tại xứ Đài đây. Nhưng Hoa Kỳ đã nhiều lần tuyên bố rằng nếu như Trung Quốc đánh chiếm đảo Đài Loan, họ sẽ thiêu trụi hết các công ty sản xuất chip tại đây, chứ nhất quyết không để công nghệ quan trọng lọt vào tay tàu khựa. Điều này cũng có nghĩa là Trung Quốc chỉ nhận về đống tro tàn, khiến cho kế hoạch làm giàu bằng chip và chất bán dẫn của Chủ tịch Tập Cận Bình bị tan thành khói mây. Vì lẽ đó mà mình khuyên Trung Quốc đừng nên vội vã đánh chiếm Đài Loan vào thời điểm này. Nhưng nếu mà các bạn cảm thấy là vẫn chưa thuyết phục ấy, thì hãy lắng nghe tiếp lý do thứ ba sau đây. Thứ ba đó là Trung Quốc cần có đủ thời gian để chuẩn bị mọi thứ cho cuộc chiến.
Nếu trông về thì quá khứ, bạn sẽ thấy rằng là Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn nhìn về phía Đài Loan một cách thèm thuồng kể từ năm 1949 đến nay. Mặc dù đã nỗ lực suốt nhiều thập kỷ qua, nhưng Trung Quốc vẫn chưa thể nào thống nhất được hòn đảo này, cũng như kiểm soát được Đài Loan theo như nguyện vọng của Bác Tập nhà mình. Để rồi khi cuộc chiến ác liệt tại Ukraine nổ ra, Trung Quốc cảm thấy có động lực tràn trề để đánh chiếm Đài Loan ngay bây giờ. Nhất là khi đồng minh thân cận của người Đài, đó là Anh Đại Hoa Kỳ đây, đang bị cạn kiệt một số loại bom đạn và tên lửa dẫn đường tầm xa, nên chuyện hỗ trợ nước bạn xem ra là khó lắm đấy nhỉ. Hơn nữa là Mỹ cũng đang tập trung toàn lực cho cuộc chiến ở Ukraine nhằm khống chế nước Nga đi quá xa vạch xuất phát của mình. Vậy nên là Trung Quốc cũng thừa hiểu rằng vào thời điểm này, Mỹ không thể nào mạo hiểm để tiếp tục bung lụa trên hòn đảo Đài Loan. Năng lực sản xuất của ngành công nghiệp quân sự ở Hoa Kỳ cũng không thể nào cho ra đời hàng lô hàng lốc các loại vũ khí tối tân để chi viện cho xứ Đài nếu chiến sự diễn ra. Còn trong khi đó, Trung Quốc lại nhanh tay mở rộng khả năng sản xuất tên lửa đạn đạo của mình, khiến Hoa Kỳ phải hết sức dè chừng. Cơ mà dù nhiều chuyên gia quân sự của Đài Loan đồng ý rằng tên lửa của Trung Quốc có thể vượt trội hơn hẳn so với mấy thứ hàng nóng của đồng minh xứ mình, nhưng Trung Quốc vẫn cần khá nhiều thời gian để nghiên cứu và sản xuất hoàn thiện loại tên lửa siêu dẫn này. Ngoài ra, nếu phát động chiến tranh thì Trung Quốc sẽ cần rất nhiều nhiên liệu để tiếp tế cho hàng loạt máy bay chiến đấu, tàu chiến trên biển và vô số các thiết bị quân sự khác. Vậy nên, khi Nga đang loay hoay tìm kiếm đối tác mới sau khi nhận lấy hàng loạt lệnh cấm vận từ Mỹ và phương Tây, Trung Quốc đã nhanh chóng liên hệ và thiết lập mối quan hệ làm ăn với họ ngay. Nhưng vấn đề đặt ra là, lượng dầu mỏ mua từ Nga phải được vận chuyển về Trung Quốc như thế nào là an toàn nhất và ít tốn kém nhất? Đáp án chính là xây dựng đường ống dẫn dầu có hai đầu được kết nối trực tiếp ở hai quốc gia. Vì vậy, sau khi mà ký hợp đồng mua dầu mỏ của Nga vào năm 2022, Trung Quốc đã có kế hoạch xây dựng hệ thống đường ống dẫn dầu trị giá đến 100 tỷ đô la đi qua nhiều nút thắt hàng hải khác. Wow! Nghe qua con số thì các bạn cũng biết là công trình này nó khủng đến như thế nào rồi đúng không nào? Mà đã khủng như thế thì Trung Quốc không thể nào cho phép thần thông xây dựng xong trong một nốt nhạc là được. Nói trắng ra là đại lục cần phải có một khoảng thời gian dài thì mới hoàn công được công trình và đưa vào sử dụng theo đúng như dự kiến. Vì vậy, mình mới bảo rằng là thời điểm này Trung Quốc vẫn chưa có sự chuẩn bị tốt nhất để mà xâm lược Đài Loan đâu. Cơ mà chưa hết đâu, vẫn còn một lý do cuối cùng. Mình xin được can Trung Quốc chớ có nên manh động vào thời điểm này. Next tiếp lý do mà mình đưa ra nhé. Thứ tư, Trung Quốc rất khó đánh bại các chuyên gia quân sự hàng đầu Hoa Kỳ. Sau tất cả, chúng ta cũng nên nhớ rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc là hai kẻ thù truyền kiếp của nhau. Họ không ngừng thăm dò lẫn nhau, nghiên cứu lẫn nhau và phân tích, mổ xẻ nhau các kiểu để tìm ra điểm yếu và điểm mạnh của đối phương. Vì vậy, Trung Quốc phải cân nhắc thật kỹ rằng liệu mình có thắng được những bộ óc thiên tài của các chuyên gia quân sự hàng đầu Hoa Kỳ như giám đốc CIA William Burns hay là chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân ông Mark Milley hay không đã, rồi mới tính đến chuyện khác nha. Bởi vì chắc chắn rằng một khi Trung Quốc hành động thì Hoa Kỳ sẽ không thể nào ngồi yên để họ mặc sức muốn làm gì Đài Loan thì làm. Hoa Kỳ chắc chắn sẽ cử các chuyên gia quân sự hàng đầu đến giúp đỡ đồng minh của mình và ngăn chặn âm mưu chiếm đảo của đại lục bằng mọi cách, chứ không thể đùa được đâu. Nói tóm lại là thời điểm này á chưa phải là thời điểm vàng để Trung Quốc đánh chiếm đảo Đài Loan vì họ chưa đáp ứng được các điều kiện cần và đủ nêu trên. Bạn có nghĩ như thế không? Hãy comment ngay phía dưới cho mình biết với nhé. Một bài viết có tiêu đề: Sản xuất chip bán dẫn tại Việt Nam so với Đài Loan khiến cho giới đầu tư phải xôn xao. Bởi trong bài viết này thì trang tin Việt Nam Briefing đã phân tích và so sánh một cách cụ tỉ về ngành công nghiệp sản xuất chip bán dẫn giữa hai nước. Để rồi từ đó đưa ra những lý do hết sức thuyết phục về quyết định di rời kinh đô sản xuất chip bán dẫn của ông lớn Hoa Kỳ. Vậy bạn có biết đó là gì không? Tại sao Mỹ lại muốn rời kinh đô sản xuất chip từ Đài Loan về Việt Nam? Câu trả lời sẽ có trong video clip ngày hôm nay. Trước khi đi mổ xẻ vấn đề một cách chi tiết nhất, các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh của mình nhé. Mỹ lo ngại eo biển Đài Loan bị Trung Quốc thu hồi trong tương lai. Mở đầu bài viết của mình, trang tin Việt Nam Briefing đã đi thẳng vào vấn đề và cho hay sở dĩ Hoa Kỳ đang có ý định như thế là vì tình hình căng thẳng đang leo thang tại eo biển Đài Loan. Chuyện này thì ai cũng biết rồi đúng không nè? Suốt nhiều năm qua thì câu chuyện Trung Quốc tranh chấp chủ quyền đảo Đài Loan với phía chính phủ nước này đã làm nên một cục diện hết sức căng thẳng tại đây. Gần đây thì câu chuyện ấy dường như được đẩy lên cao trào khi mà cả hai nước đang có những động thái cho thấy mình sẵn sàng bổ vào đối phương để ăn thua đủ nếu dám động vào ông ấy đấy ạ. Cơ mà với đất rộng người đông và vũ tài khí lực,
dồi dào không đếm xuể, thì chỉ cần Trung Quốc thở ra một phát thôi là Đài Loan sẽ bay ngay. Chẳng qua là anh đại này vẫn còn lo ngại đồng minh của các nước bạn và mấy lời xì xầm bàn tán ngoài kia mà thôi. Nhưng ở đời đâu ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Lỡ một lúc nào đó, tàu khựa manh động bất chấp mọi thứ đánh chiếm cả Đài Loan thì sao? Thì hàng loạt những nhà máy sản xuất chip bán dẫn của Hoa Kỳ tại đây phải toang chứ sao nữa ạ? Lúc đấy thì phải nói là những gì mà Hoa Kỳ đã làm với doanh nghiệp Trung Quốc tại Mỹ sẽ được nước này trả đủ chẳng thiếu một xu. Bởi vì bạn nên biết rằng là tàu khựa là một kẻ thù dai và họ luôn đề cao tôn chỉ. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Còn về phía Hoa Kỳ thì họ cũng khẳng định rằng nếu Trung Quốc chiếm lấy Đài Loan vào năm 2025 đúng như dự đoán thì việc đầu tiên mà họ làm sẽ là hủy diệt tất cả các nhà máy sản xuất chip ở đây. Bởi vì người Mỹ thà chịu lỗ nặng chứ nhất quyết không để mất công nghệ quan trọng như là mạng sống của mình vào tay Trung Quốc được. Vậy nên, chuyện các doanh nghiệp sản xuất chip bán dẫn ở Đài Loan muốn rời kinh đô sang Việt Nam cũng là điều dễ hiểu thôi đúng không nào? Chứ kiểu mà ngu ngơ không biết thời cuộc để mà tẩu vi thượng sách thì châu bò đánh nhau rồi muỗi chết. Người lãnh đủ cũng chỉ là họ mà thôi đúng không nè? Nhưng mà ngoài lý do kể trên ra thì Mỹ còn có rất nhiều lý do khác để di rời hàng loạt những nhà máy sản xuất chip bán dẫn từ Đài Loan về Việt Nam. Nào hãy cùng mình đi phân tích tiếp nhé! Mỹ muốn giảm sự tập trung quá mức vào một nơi duy nhất để tránh rủi ro cao. Cũng theo trang Việt Nam Briefing cho hay, Đài Loan hiện đang là quốc gia đứng đầu thế giới về sản lượng sản xuất chip bán dẫn. Theo đó, tổng doanh thu của ngành công nghiệp này tại Đài Loan vào năm 2021 đã đạt với con số siêu to khổng lồ là 145,7 tỷ đô la Mỹ. Nó chiếm đến 15% tổng GDP của đảo quốc bé tị tì ti này. Còn về phía Hoa Kỳ thì Đài Loan hiện được ví như là một nguồn cung quan trọng các loại chip bán dẫn cho ngành công nghiệp nước này hoạt động. Vậy nếu như phía Đài Loan có biến và họ không thể cung cấp được linh phụ kiện cho Hoa Kỳ sản xuất thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đầu tiên là toàn bộ hệ thống dây chuyền sản xuất liên quan đến chip bán dẫn của Mỹ đều sẽ bị ngưng hoạt động vì thiếu nguyên liệu. Kế đến là các nhà máy sản xuất sẽ bị lỗ nặng khi mà quá trình sản xuất bị gián đoạn kéo dài mà họ vẫn phải chi ra hàng ti tỷ thứ chi phí khác nhau. Cuối cùng là có hàng ngàn công nhân tại Hoa Kỳ sẽ bị thất nghiệp, khiến cho kinh tế, xã hội bị xáo trộn và chính phủ Mỹ sẽ phải mệt bở hơi tai để giải quyết mớ hỗn độn này. Chính vì mà việc Hoa Kỳ di rời các nhà máy sản xuất chip từ Đài Loan sang Việt Nam chính là cách tốt nhất để giảm thiểu rủi ro khi mà bỏ mọi thứ vào cùng một giỏ. Nếu Đài Loan có bất chắc gì xảy ra thì Việt Nam cũng có thể cung cấp đầy đủ nguồn nguyên liệu cho Hoa Kỳ sản xuất mà họ không cần phải lăn tăn điều gì. Không biết là bạn nghĩ thế nào chứ riêng mình ấy thì thấy là Hoa Kỳ quả là có tầm nhìn xa trông rộng nên mới giàu sụ thế kia. Nhưng mà thôi, tạm gác chuyện đó qua một bên nhé. Mình sẽ đưa bạn đi khám phá tiếp lý do thứ ba nè. Bạn đừng vội chuyển kênh nhé. Tiếp tục đưa ra lý do hết sức thuyết phục về chuyện Hoa Kỳ rời kinh đô sản xuất chip về Việt Nam, trang tin Việt Nam Briefing cho biết Việt Nam hiện là một đối thủ đáng gờm của Đài Loan và chúng ta chính là một lựa chọn thay thế đầy hứa hẹn cho các dự án sản xuất chip sắp tới của Mỹ. Lý do là vì người Việt đang đẩy mạnh đầu tư vào cơ sở hạ tầng để phục vụ cho ngành công nghiệp sản xuất chip bán dẫn phát triển mạnh mẽ. Cụ thể hơn là Việt Nam chúng ta đang cho mở rộng đường xá để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình vận chuyển nguồn nguyên liệu và sản phẩm đến các quốc gia khác trong ngoài khu vực. Thêm vào đó, Việt Nam còn mạnh tay rót tiền xây dựng các nhà máy sản xuất quy mô khủng để phục vụ hậu cần. Nổi bật trong số đó chính là nhà máy Samsung Electronics đặt tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi đã và đang cho ra đời vô số những chip bộ nhớ và màn hình máy tính nét căng đét khiến ai nấy cũng đều phải châm trồ khen ngợi ạ. Ngoài ra thì Việt Nam chúng ta còn có lợi thế lớn về nguồn lao động trình độ cao, được đẩy mạnh đào tạo suốt thời gian qua. Hiện có đến 40% sinh viên tốt nghiệp cao đẳng và đại học được đào tạo chuyên ngành khoa học kỹ thuật để phục vụ cho các ngành công nghiệp chủ lực như là sản xuất chip bán dẫn. À mà chưa hết đâu nè, chúng ta còn rất biết cách thu hút nhân tài từ khắp nơi trên thế giới để nâng cao đội ngũ nguồn nhân lực có trình độ và tay nghề chuyên môn tốt về phục vụ cho Việt Nam. Tuy nhiên nếu so với Đài Loan về mấy khoản đấy ấy, thì chúng ta vẫn kém họ một bậc. Nhưng mà anh bạn này đừng vội vui mừng quá sớm nhá, bởi vì hiện tại chi phí chi trả cho lao động Đài Loan cao gấp mấy lần Việt Nam. Thế nên nếu xét về khoản ấy ấy, thì có kẻ điên mới chọn xứ Đài để mà tăng cường sản xuất đấy ạ. Bạn có nghĩ như thế không ạ? Comment cho mình biết về nhá. Còn bây giờ thì next tiếp lý do thứ tư thôi nào. Việt Nam thu hút đầu tư mạnh mẽ để mở rộng chuỗi cung ứng toàn cầu. Một điểm nhấn quan trọng khác mà trang Việt Nam Beerfring
đã đưa ra rất đáng để các nhà sản xuất chip bán dẫn của Mỹ cân nhắc, chính là Việt Nam đang có những tiến bộ đáng kể trong việc xây dựng chuỗi cung ứng nội địa. Thí dụ như là chuyện chính phủ ta đang tích cực thu hút đầu tư cho ngành sản xuất chip bán dẫn trong nước bằng hàng loạt chính sách ưu đãi thuế phí hấp dẫn chưa từng có. Mặc dù không thể so sánh với Đài Loan về khoản ấy, nhưng chúng ta cũng gây được sự chú ý lớn khi mà mạnh tay miễn giảm thuế đất cho các doanh nghiệp đến đầu tư sản xuất trong nước và thành lập rất nhiều quỹ nghiên cứu khác nhau để thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp nước nhà. Song song đó, Việt Nam còn cung cấp vốn và hỗ trợ công nghệ free cho 100% cho hàng loạt những công ty đến khởi nghiệp ở quốc gia mình. Chính những nỗ lực không ngừng nghỉ đó đã giúp cho Việt Nam thu hút được rất nhiều nhà đầu tư rót vốn vào thị trường nội địa. Kết hợp với các doanh nghiệp sản xuất chip quy mô hàng đầu cả nước như là Viettel và FPT, chúng ta đã và đang xây dựng thành công chuỗi cung ứng nguyên liệu cho ngành công nghiệp nổ trong tương lai. Nhưng mà sau tất cả thì vẫn còn có một lý do nữa khiến các nhà sản xuất chip của Mỹ muốn rời đô về Việt Nam. Vậy đó là gì? Bạn sẽ biết ngay sau đây. Việt Nam nằm tại trung tâm Đông Nam Á, giúp người Mỹ dễ tiếp cận thị trường lớn nhỏ. Căn cứ vào vị trí địa lý của Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á, có thể nói, chúng ta nằm ở vị trí trung tâm vùng chứ không phải là chuyện đùa đâu. Và ngay cả điều này cũng không thể lọt qua khỏi con mắt cú vọ của các trang tin uy tín. Vì vậy, trong bài viết được đăng tải của mình, Vietnam Briefing đã nói rõ lợi thế mà chúng ta và khẳng định rằng vị trí chiến lược của Việt Nam chính là địa điểm lý tưởng để các nhà sản xuất chip Hoa Kỳ xây dựng nhà máy quy mô khủng. Cụ thể hơn là, từ Việt Nam, các nhà máy sẽ dễ dàng tiếp cận được với nguồn nguyên liệu sản xuất và cũng rất dễ phân phối sản phẩm ra thị trường bên ngoài với chi phí rẻ như cho luôn. Nhất là khi mà chúng ta đang cho mở rộng đường xá và hệ thống sân bay theo hướng hiện đại hóa để hàng hóa được lưu thông vận chuyển nhanh chóng nhất. Còn trong khi đó, việc tiếp cận chuỗi cung ứng của các nhà sản xuất tại Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Đài Loan thì lại cần chi phí quá đắt đỏ. Vậy theo bạn thì bạn sẽ chọn ai? Tất nhiên là Việt Nam rồi, đúng không nào?